Hình ảnh người vợ khóc lóc khuyên chồng ra đầu thú sau khi gây ra vụ việc tại Đắk Lắk. Vốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, chỉ vì những lời dụ dỗ ngon ngọt, hứa được cho 100 triệu đồng, được cho ra nước ngoài, cộng với bản chất lười biếng mà cả gia đình mình lẫn hàng chục gia đình người khác tàn nát. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, xin hãy nghĩ đến gia đình ở phía sau. Có những sai lầm, không có cơ hội để sửa chữa. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã để lại bình luận phẫn nộ. Hại vợ, hại con nữa cơ, ba đời sau vẫn còn vết nhơ đấy, rơi rửa sạch. Một người khác bình luận, những chiến sĩ hy sinh, họ cũng có gia đình. Những kẻ cướp mất gia đình người khác như vậy thì không thể tha thứ được. Một người dùng mạng bình luận, từ lúc nó xả súng vào đồng bào mình, nó đã không còn là con người nữa rồi. Giờ thì đã quá muộn để khóc lóc và hối hận rồi. Thưa quý vị, ông bà ta có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng trong trường hợp này, nếu xác thực đúng thông tin là một trong những đối tượng gây ra vụ việc, thì không có chỗ để nói về lòng vị tha, sự nhân từ độ lượng. Ai ai cũng mong muốn một bản án thích đáng và những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị nghiêm minh, đúng theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang những thông tin liên quan đến vụ việc. Đắk Lắk dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của buôn làng. Những ngày qua, dư luận cả nước bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ khi nghe thông tin về vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu, trong đó có khu vực làm việc của Công an xã, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk, khiến một số cán bộ, chiến sĩ và người dân thương vong. Có mặt tại nhà các chiến sĩ công an, các phóng viên thêm đau xót khi biết hoàn cảnh gia đình các anh, có cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ và bao ước mơ vẫn còn dang dở. Những nỗi đau nghẹn lòng, không biết bao giờ mới nguôi. Trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 của gia đình liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung, sinh năm 1981, cán bộ công an xã Ea Katu, quê ở Nghệ An, tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, chất chứa niềm nhớ thương của người ở lại. Chị Trần Thị Sen, vợ Thiếu tá Hoàng Trung chia sẻ, anh hy sinh là sự mất mát lớn lao đối với gia đình. Giờ đây một mình chị phải lo cho hai con đang tuổi ăn tuổi học. Cháu trai lớn năm nay học lớp 11, con gái thứ hai vào lớp 9. Anh Hoàng Thành Nhơn, anh trai của Thiếu tá Hoàng Trung cho biết, gia đình anh có 5 người con, Trung là con thứ hai trong nhà, bố mất từ lâu, mẹ đã cao tuổi, 70 tuổi. Thiếu tá Hoàng Trung hiện là trụ cột chính của gia đình. Vợ anh là chị Trần Thị Sen đang bị bệnh suy thận nặng độ 4, mỗi tháng phải vào thành phố Hồ Chí Minh một lần để thăm khám điều trị. Anh Nhơn chia sẻ, Thiếu tá Hoàng Trung công tác tại trường văn hóa 3 Bộ Công an, sau đó được điều động về công an xã Ea Katu. Đặc thù công việc phải xa gia đình, nhưng Trung luôn hoàn thành nhiệm vụ của người chồng, người cha và người cán bộ với nhân dân. Túc trực tại tang lễ của liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung, đồng chí Đỗ Sơn Tùng, đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Cư Cu In cho biết, Thiếu tá Hoàng Trung ban đầu công tác tại đội an ninh. Khi đơn vị xây dựng lực lượng công an xã chính quy cần tăng cường, đồng chí xung phong tham gia. Quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí Hoàng Trung có nhiều ý kiến đóng góp với chỉ huy. Trong công việc, đồng chí cẩn trọng, cần cù, được cấp ủy, đồng đội trong cơ quan đánh giá cao. Đồng chí hy sinh là mất mát to lớn đối với đơn vị, đồng đội. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ, cũ kỹ của liệt sĩ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, có người mẹ già đang ngóng trông anh. Cứ ngỡ con trai mình chỉ bị thương, đang chữa trị. Nhưng sự thật khiến người mẹ ấy rất đau đớn. Chị Trần Thị Năm, em gái Thiếu tá Trần Quốc Thắng cho biết, bố mất từ khi anh mới 7 tuổi, mẹ vất vả một mình nuôi 5 anh chị em khôn lớn, trưởng thành. Đến nay anh Thắng là người thành đạt nhất, ở với mẹ. Các anh chị em đều ở xa. Anh là người học giỏi, có ý chí, luôn biết vươn lên. Mong ước trước đây của anh Thắng là sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ. Đã ở tuổi 35 nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến việc lấy vợ, sinh con. Thiếu tá Trần Quốc Thắng là người tận tụy trong công việc, hiền lành, chịu khó, được nhân dân yêu mến. Tấm ảnh Thắng bế người dân bị khuyết tật, vận động vào làm căn cước công dân, lan tỏa khắp mạng xã hội trong những ngày qua. Ai ai cũng thương tiếc, xót xa, cảm động trước hành động thương dân và sự ra đi của Thiếu tá Trần Quốc Thắng. Không thể tin người con của mình đã ra đi mãi mãi. Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1964, mẹ liệt sĩ Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Katu, nói trong nước mắt. Nhân là người nhanh nhẹn, hiếu thảo. Bà con trong buôn làng đều thương xót trước sự hy sinh của Nhân. Đại úy Nguyễn Đăng Nhân là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Mẹ bị bệnh tim, cha bị bệnh viêm khớp nhiều năm. Đại úy Nhân là trụ cột chính trong gia đình.
Trước khi hy sinh, anh có gọi điện, hứa hẹn sẽ về thăm mẹ, đưa mẹ đi chữa bệnh tim. Nhân còn nói sẽ phấn đấu khi nào xây được căn nhà cho mình thì mới cưới vợ. Lời hứa với cha mẹ còn đang dang dở, anh đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Các anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, người thân, đồng nghiệp. Những ngày qua, ông Đoàn Cao Cường, bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, túc trực tại lễ tang liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung. Khi nghe tin đồng chí hy sinh, bà con đều thương tiếc và nhớ thương anh. Chi bộ cùng chính quyền luôn túc trực hỗ trợ tang gia, mong gia đình vơi bớt nỗi đau thương. Chị Trần Thị Năm, em gái liệt sĩ Thiếu tá Trần Quốc Thắng, không giấu được xúc động khi được Đảng, Nhà nước, chính quyền, bà con trong buôn làng quan tâm chia sẻ, qua đó phần nào giúp gia đình vơi bớt nỗi đau. Những ngày qua, cơ quan, ban ngành, chính quyền, bạn bè gần xa đã đến động viên thăm hỏi, phần nào giúp gia đình nguôi ngoai. Chúng tôi mong cơ quan pháp luật sớm bắt được các đối tượng có liên quan để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Anh Hoàng Thành Nhơn cho biết, ghi nhận sự hy sinh của các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Vừa qua, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm viếng và động viên gia đình các nạn nhân. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Các lãnh đạo đã thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân trong vụ việc, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tỉnh Đồng đội Công an Nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ công an. Sự hy sinh nào cũng vô cùng cao quý, dù thời bình hay thời chiến. Các anh hy sinh khi còn nhiều ước mơ, hoài bão còn dang dở, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, đồng đội, bạn bè. Các anh đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Buôn làng sẽ luôn nhớ đến các anh, những người con ưu tú của dân tộc. Mặc bộ đồ tang trắng, đôi mắt chị Phạm Thị Như Phương, vợ liệt sĩ Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu đỏ hoe vì nhiều ngày liên tục không ngủ. Thì thoảng có người tới viếng, chị Phương đốt nhang đưa cho khách, thắp tiễn biệt người chồng, mới hơn 32 tuổi. Chị Phương kể rằng, hai vợ chồng quen nhau từ năm 2012, khi đó anh Hà Tuấn Anh mới đang là người lính nghĩa vụ. Sau 7 năm quen nhau, cả hai người tổ chức lễ cưới. Kết tinh của tình yêu là cô con gái 3 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Hàng ngày, anh Tuấn đi làm từ sáng sớm. Những hôm trời mưa gió thì tối muộn mới về. Ngoài giờ đi làm, anh Tuấn còn giúp vợ làm việc nhà, làm dẫy. Chị Phương kể, một tuần trước khi xảy ra vụ việc, chồng chị phải túc trực liên tục tại cơ quan để hỗ trợ làm căn cước công dân. Vào tối ngày 10 và ngày 11 tháng 6, anh Tuấn Anh gọi điện nói bảo nhớ con gái nên chị đưa con về thăm ông bà ở xã Ea Tiêu. Anh Tuấn sẽ về thăm con gái, tiện mua vịt về nấu lẩu cho cả nhà ăn. Trong khoảng 2 tiếng ở nhà ngoại, anh Tuấn Anh luôn chơi với con, đút cho con ăn và cho con uống thuốc. Khi đi, anh Tuấn Anh còn thơm má con, hứa hôm sau khi tan làm sẽ đưa con gái đi khám viêm phế quản. Tới rạng sáng ngày 11 tháng 6, chị Phương nghe tin có nổ súng tại Ủy ban Nhân dân xã. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ đơn thuần là có nhóm thanh niên gây rối đánh nhau. Không ngờ sự việc đau đớn đã xảy ra với gia đình tôi. Thương nhất là con gái nhỏ, thường ngày được bố yêu quý cưng chiều nhất. Nhưng giờ bố mất, vẫn ngây thơ chưa biết gì. Người ta lấp đất lên mộ, còn lo lắng bố sẽ bị ngạt. Chị Phương nghẹn ngào kể. Anh Tuấn Anh hy sinh, dự định trả nợ xong thì xây nhà của chị Phương, đành phải gác lại. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Ly, vợ ông Nguyễn Văn Kiên, liệt sĩ bí thư Đảng ủy xã Ea Katu cho biết, rạng sáng ngày 11 tháng 6, khi hai vợ chồng đang ngủ thì ông Kiên nhận được điện thoại nên vội rời đi. Đi vội nên ông Kiên chỉ kịp lấy áo khoác, chân cũng chỉ mang theo đôi dép thường dùng ở nhà, chứ không kịp mang giày. Khi đi, ông Kiên chỉ kịp nói với vợ là đi công việc. Do bình thường ông Kiên cũng hay phải xử lý việc bất thường nên bà Ly chỉ nghĩ chồng đi một chút rồi về. Không ngờ anh ấy đi được một lúc thì tôi nghe điện báo nói anh ấy bị đánh. Tôi tưởng là đang nằm ở bệnh viện nên vội cùng con đi xem. Nhưng đang trên đường thì phát hiện chồng tôi nằm chết bên vệ đường. Bà Ly nức nở kể lại. Theo bà Ly, ông Kiên gặp nạn khi người con gái lớn đang chuẩn bị lấy chồng. Con trai nhỏ vẫn chưa có công việc ổn định. Hai vợ chồng đang dốc sức để lo cho các con. Trong khi đó, bà lại thường xuyên đau ốm.
Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.